có chào đâu, mình làm gì tự nhiên lên. Mình cứ ngồi mình uống. Khung cảnh này thật là awkward. Đây là mình khi bỏ ra 7 đồng. 7 đồng 7 đồng mua một chiếc bàn, nhưng mà thực ra chiếc bàn là bàn chạy bằng cơm. Không có nhân nay đi thoại. Nó tắt hay sao á? Hay nó tới sớm hôm nay. Bây giờ bọn mình đang ở Montreal và bọn mình đang ở Đà Lạt ở Canada đây. Đây là thung lũng tình yêu. I remember this one that I took just of you. You were smiling at me, but your smile was a blue. You told me that maybe we should try being alone, 'cause the sun was still there, but our summer was gone. And I did a wish we could just stay the same. And we could trick our girls and keep playing. Ra bọn mình không có thẻ như thẻ Presto ở Toronto, nên bọn mình chỉ phải đi làm với thẻ để mà di chuyển. We will never meet to last, but it's been a cool ride. Remember my name, but then look at me and you remember tonight. And how we threw it all away with one fight. We can put a stop to this time machine. Give it a try right now and here. 안녕하세요. 안녕하세요. 전현님입니다. 너무 춥죠? 안돼 안돼. Right now you don't even want to hear my name. I bet that you'll never wear. You will kill me in a second. But there is nothing left to throw at me. Even a blind man could easily see. And even if we are hot heads, we concealing so much passion. So shall we give it one more try? 'Cause what's the harm in one last surprise? But if you really wanna go now, we'll never, never know. Bọn mình vừa mới từ nhà thờ ra xong, nhưng mà tại vì bây giờ mới có 1:30, mà bọn mình không biết phải làm gì, bây giờ quyết định sẽ đi chụp ảnh. Sau đó bọn mình sẽ đi thêm 2 địa điểm của ngày mai nữa để không bị cập dập thêm mọi người ạ. And you pretend you don't remember my name by then. Đây là mẹ mình, còn đây là Uyển Nhi. Hôm nay mẹ mình người thân thể không được ổn định cho lắm. Chúng mình là twins. Yeah, chúng mình là twins. Và đây là chào các con nhé. Ôm ma. Thật sự là hôm nay bác có mệt thật sự. Mình
vừa về đến nhà giờ bọn mình phải dưỡng thê chắc là. Dưỡng thê. Nói nhiều, đi nhiều mệt quá rồi. Nếu muốn vlog dài hơn, chúng tôi cần thời gian nghỉ ngơi. Đúng rồi, nạp năng lượng. Mày mà đã cảm mạnh thì mày vấn đề là nó mát đấy. Đây. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra Crew cà phê, xong rồi chúng mình sẽ có lịch trình của ngày hôm nay rất là dày đặc. Tuy nhiên thì cái lịch trình nó hơi bị xáo trộn một chút tại vì sáng nay bọn mình đã dậy muộn. Đáng ra theo kế hoạch thì mình sẽ dậy lúc 5 giờ, Châu sẽ dậy lúc 5 rưỡi, còn Yến Nhi sẽ dậy lúc 6 giờ. Nhưng mà cuối cùng bọn mình đều mở mắt lúc 7 giờ, nên là 9 giờ bọn mình mới ra khỏi nhà. Nó sẽ máy đi xa nào. À đây không phải máy đi xa các bạn, đây là đầu Jenny. À đầu Jenny. Make up Giang Quân Giang. Nhưng mà các cái thịt keo thì là của Lisa. Mày nhân cách của bạn là ai? Cái gì? Nhân cách của bạn này là ai? Gái Pháp bạn ơi. Gái Pháp. Bonjour. Ôi. Tao lại nhận. And cry. Đây là bữa sáng của chúng mình. Hai cái chai này là của mình, của Châu, của mình không uống cà phê. Còn cái cốc Americano là của Nhi. Give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back. Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa. Mình sẽ ăn nhẹ nhẹ thôi để bụng. Chiều nay ăn protein tiếp. Vẫn là đây mẹ. Vẫn là đây đúng không? Mẹ ơi mẹ. Có thể mẹ ơi. Không mà. Chắc các bạn nhá. Nè. Forget to fly. And now I think that we're ready to finally leave the nest. We'll take a little leap of faith and I will do the rest. So if you want to come back. Hôm nay làm bữa được chứ. Sẽ ăn cả là hạnh phúc, sẽ ăn ở đây.
và một lớp khác thì Uyển Nhi mới có trải nghiệm. Nâu cả bò hầm ấy. Cái là chi của nó là chi chi chảy. Đây là con tin gà, thứ gà. We will never meant to last, but it's been a cool ride. Ở Chinatown. Thật ra thì bây giờ kiểu hàng quán cũng đóng gần hết rồi ấy. Bọn mình chỉ kiểu đi dạo thôi. Chinatown ở Montreal thì nó sẽ không được to bằng Chinatown ở Toronto. Sau khi ăn poutine non nê thì bọn mình quyết định ăn thêm mì mọi người ạ. Là ý kiến của Châu và Nhi. Đây mày gì bắt mày vào đi. Cái tô nó rất to. Đây là bát mì nha mọi người. Hơi nhiều tinh bột một chút. Một cân bột chứ nhiều. Một cân bột, một cân bột. Mình vừa mới đi ăn mì xong và bây giờ bọn mình sẽ đi mua trà sữa rồi bọn mình siêu siêu no. Hello mọi người, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Thì có bọn mình hôm nay thì sẽ là đi cà phê sáng và sau đó bọn mình sẽ quay lại Airbnb để nghỉ một chút. Sau đó bọn mình sẽ đi triển lãm và 4 giờ bọn mình sẽ khởi hành đi về lại Toronto. Xem rồi.